Xin chào các em. Trong buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm thử một đề thi đại học. Đây là một cái đề thi thử do tôi biên soạn và sưu tập từ các sách cũng như là tự biên soạn. Thế thì trước tiên là bài trọng âm. Đấy, chứ chúng ta đã biết thì trong một đề thi đại học luôn luôn có 5 câu về trọng âm. Và đây là 5 câu mà tôi đã có sẵn đáp án dành cho các bạn. Thế khi mà thực ra khi chúng ta làm đề thì chúng ta sẽ phải làm rất là nhiều đề. Thế thì mỗi một đề như thế này thì riêng các cái bài trọng âm thì tôi muốn là các bạn nên học theo phương pháp đó là chúng ta ghi từ đó cộng với trọng âm ở bên dưới và tập theo cái cách đọc của các từ này nữa. Thì dần dần các bạn cũng sẽ quen với việc là các cái từ viết như vậy thì đọc ra thì âm nó sẽ như thế nào. Đấy là về phần ngữ âm cũng như là ứng dụng các cái lưu ý trong phần trọng âm mà chúng ta đã học trong phần ngữ pháp. Thì tôi cũng còn nhớ là đã giảng cho các bạn hai tiết rất là kỹ về lý thuyết về trọng âm. Và trong năm cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ tìm hiểu cách, một là cách đọc các từ này về mặt ngữ âm. Đấy, để chúng ta trau dồi thêm về tiếng Anh. Và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ chữa đề, đó là chữa xem cái câu nào là có trọng âm khác với các từ còn lại. Thế thì trong cái 5 câu này thì chúng ta thấy là mỗi câu thì có 4 đáp án và mỗi một cái đáp án này là có một cái từ và mỗi từ thì có một trọng âm, đúng không ạ? Mỗi từ có một trọng âm chính. Đấy, đương nhiên là nếu mà chúng ta học sâu hơn thì chúng ta cũng biết là trong một từ thì có cả trọng âm chính và trọng âm phụ nữa. Thế nhưng mà trong cái tiếng Anh căn bản mà để luyện thi đại học thì các bạn chỉ cần chú tâm đến cái phần trọng âm chính thôi. Và ở đây chúng ta thấy là trong bốn đáp án A, B, C, D thì từ nào có trọng âm khác so với các cái từ còn lại. Ví dụ như là đáp án A có trọng âm vào từ thứ nhất, đúng không ạ? Đáp án B cũng có trọng âm vào thứ nhất. Đấy, C thứ nhất và đáp án D thứ hai thì chẳng hạn như vậy thì chúng ta sẽ khoanh cái đáp án D là cái đáp án mà có phần trọng âm khác với các cái từ còn lại, đúng không ạ? Thế thì trên bảng là tôi đã đưa ra các cái phần phonem, phonetics của tất cả các từ. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu từng cái câu hỏi một. Thứ nhất, câu 1. Chúng ta có 4 từ. A là activity. Đây ạ, các bạn nhớ là cái phonem của chúng ta đây là chữ E, đúng không ạ? AE, hay gọi là E bẹt. Activity. Thì các bạn đọc nó hơi lướt từ âm A sang âm E, đúng không ạ? Activity. Và trọng âm thì chúng ta thấy là từ này có đuôi là ET. Từ này có đuôi là ET. Vì vậy trọng âm sẽ nhấn vào theo lưu ý số 3 mà chúng ta đã học. Thì đuôi là ET thì trọng âm sẽ nhấn vào cái chữ cái ở ngay trước cái âm ET đó. Thì đương nhiên nó sẽ là âm T, đúng không ạ? Trong cái phiên âm thì trọng âm là cái dấu sổ dọc thẳng đứng ở ngay bên trước cái nguyên âm mà sẽ nhận trọng âm. Thế thì trong cái trường hợp này thì cái dấu sổ này cho phép chúng ta là trọng âm rơi vào âm T, đúng không ạ? Vì vậy ở đây chúng ta sẽ đọc đúng là activity, activity, activity. Được chưa? Như vậy là trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Được chưa? Câu B. Chúng ta có là từ initiate, initiate. Từ này cũng có 4 âm, y này, ni này, she và s. Thì chúng ta cũng biết là trong cái phần lưu ý của chúng ta thì lưu ý số 5 có một cái lưu ý đó là các cái từ mà có từ 3 âm tiết trở lên mà không rơi vào một cái quy tắc cụ thể nào, tức là không có nguyên tắc gì đặc biệt, đúng không ạ? Thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ ba từ dưới lên thì sẽ là s này, t này, ni thì sẽ trọng âm sẽ lại rơi vào âm ni, initiate, initiate có bốn âm i ni she s thì trọng âm sẽ rơi vào âm thứ ba từ dưới lên sẽ là initiate, initiate. Được chưa? Câu C, chúng ta có danh từ của ba âm tiết là society, bốn âm tiết là society. Đây, so này, sai này, ơ này, chi, đây là bốn âm tiết thì trọng âm cũng sẽ rơi vào âm tiết thứ ba từ dưới lên thì sẽ nhấn vào chữ sai, society, society. Được chưa? Đáp án câu cuối cùng của chúng ta là câu D và chúng ta có từ là delicacy.
đúng không ạ? Ly cà xì. Thế nhưng mà biết là cái đuôi xì này thì lại không ảnh hưởng, y dài là không ảnh hưởng. Và bản thân cái từ nó là từ delicate, delicate. Thì đấy là tính từ ba âm tiết thì trọng âm rơi vào âm đầu, delicate, được chưa? Thế còn khi mà chúng ta chuyển sang danh từ là delicacy thì cái cơ si này chúng ta thấy là đuôi y dài là đuôi nhẹ, nó không ảnh hưởng. Vì vậy cho nên là trọng âm vẫn rơi vào âm tiết đầu, chứ không phải chúng ta đọc là lại delicacy thì là sai. Chúng ta vẫn đọc là delicacy. Đấy, thì đây là cái từ mà sẽ khác với ba cái từ còn lại. Đấy, từ này thì trọng âm rơi âm tiết thứ hai, từ này trọng âm cũng rơi âm tiết thứ hai, từ này trọng âm rơi âm tiết thứ hai, riêng từ này trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên, đúng không ạ? Âm tiết đầu tiên. Vì vậy chúng ta sẽ khoanh đáp án là đáp án D. Xong câu số 1. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 2. Câu số 2 chúng ta có 4 đáp án A, B, C, D. Đáp án A của chúng ta là từ business. Business. Cái từ này là danh từ ba âm tiết, danh từ ba âm tiết, đúng không ạ? Có nghĩa là kinh doanh. Thì ba âm tiết là B, G và NIS. Thì danh từ ba âm tiết chúng ta biết là trọng âm cũng sẽ rơi vào âm tiết đầu hoặc là âm tiết thứ ba từ dưới lên. Vì vậy là trọng âm cũng sẽ rơi vào âm tiết đầu. Business, business. Đấy ạ. Câu B, company. Thì đây cũng là danh từ ba âm tiết, và danh từ ba âm tiết thì trọng âm cũng rơi vào âm tiết đầu. Vì vậy chúng ta đọc là company, company. Đấy ạ. Câu C, chúng ta thấy là đây là động từ ba âm tiết, động từ come compensate. Come compensate. Thì động từ ba âm tiết này cũng là động từ mà chúng ta thấy là từ có ba âm tiết, động từ ba âm tiết mà âm cuối dài thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu. Thế còn là động từ ba âm tiết mà cái âm cuối ngắn, ví dụ như là âm er, e là cao, o, w thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta có động từ gì ạ? Động từ khám phá là gì? Discover. Discover, đúng không ạ? Thì cái đuôi cuối là er là đuôi ngắn thì chúng ta phải nhấn vào chữ car, discover. Thế còn đây là đuôi cuối âm dài, dài như thế này thì chúng ta sẽ nhấn vào âm tiết đầu, compensate. Compensate. Giống như là cái động từ mà tôi nhớ là tôi đã đưa ví dụ cho các bạn là từ exercise. Thì cái đuôi size và đuôi rất dài chúng ta vẫn nhấn vào âm đầu, đúng không ạ? Exercise. Ngược lại lại có một từ khác, ví dụ như là từ khám phá là determine. Determine thì cái đuôi cuối nó ngắn, mình nó ngắn thì chúng lại nhấn vào chữ thơ, đúng không ạ? Determine. Đấy. Thế đây thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu. Thực ra khi làm đến đây nếu các bạn đã làm đúng thì đương nhiên đáp án sẽ là đáp án D rồi, bởi vì là cả ba từ A, B, C thì đều có trọng âm rơi vào âm tiết đầu, đúng không ạ? Thế thì chắc chắn là đáp án đúng là đáp án D rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ kiểm chứng một lần nữa. Là đáp án C, là đáp án D thì chúng ta thấy là cái từ này, cái đuôi mình là nó không ảnh hưởng. Chúng ta học trong cái phần lưu ý thì có cái lưu ý thứ nhất và lưu ý thứ hai của chúng ta là như sau. Lưu ý thứ nhất là những cái đuôi mà không ảnh hưởng trọng âm, ví dụ như là đuôi đuôi y dài này, ly đúng không ạ? Rồi đuôi mình này, full này, less này, us này. Đấy, thì tất cả những cái đuôi tính từ hậu tố ấy thì không ảnh hưởng đến trọng âm của một từ. Thế thì cái từ compact thì nó ăn theo cái động từ compact, vì vậy mà nó sẽ nhấn vào chữ part. Đấy, giống như là cái từ depart, depart từ khởi hành ấy, depart thì part nó cũng nhận trọng âm. Thì ở đây ấy, chúng ta sẽ nhấn trọng âm vào chữ part này là compartment. Thực ra cái danh từ này thì có nhiều nghĩa, trong đấy cũng có một cái nghĩa đó là kho hàng hoặc là toa xe lửa. Đấy, thì từ này trọng âm sẽ nhấn vào âm tiết thứ hai. Vì vậy chúng ta sẽ khoanh đáp án D. Mà vả chăng các bạn không biết được là từ này là gì, không biết là trọng âm nhấn vào đâu, thì nếu như các bạn làm đúng ba cái từ ABC rất là dễ, mà đã học, chúng ta học rất là kỹ về cái cách chia ba từ này rồi, đúng không ạ? Thì cái việc chọn đáp án D cũng không có gì là khó với các bạn cả. Câu thứ ba, chúng ta có bốn đáp án như sau. Đáp án A, famine. Famine, danh từ nạn đói. Thì chúng ta biết là danh từ hai âm tiết, danh từ hai âm tiết nạn đói thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu, đúng không ạ? Chúng ta đọc là famine, famine. Cái từ B thì vừa là danh từ vừa là động từ. Đấy. Nhưng mà trong cái trường hợp này chúng ta thấy là giữa cái động từ chúng ta có động từ result. Result có thể là result in, là có kết quả, gây ra kết quả gì. Thế còn result from thì là có kết quả từ một cái việc gì, chẳng hạn thế.
Thì nếu mà động từ hai âm tiết thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai, đúng không? Rất nhiều bạn cũng nói với tôi là resound, đôi khi nó có thể là danh từ nữa, thì nó cũng giống như là cái từ answer, answer, đúng không? Câu trả lời hoặc là động từ trả lời cũng được. Thế thì trong cái trường hợp đó là động từ thì chúng ta đọc là answer, hoặc là trong trường hợp đó là danh từ chúng ta đọc là answer. Thì đấy là chuyện rất là bình thường. Thế nên trong cái trường hợp này chúng ta cũng theo dõi xem là như này nhá. Ý C thì là hăng rồi là danh từ, hai âm tiết trọng âm rơi vào âm đầu. Được chưa? Đáp án D, tính từ solid thì trọng âm cũng rơi vào âm đầu. Đấy, thế thì A, C, D đã rơi vào âm tiết đầu rồi thì đương nhiên câu B chúng ta chọn đáp án là result, là trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Được chưa? Và trong cái trường hợp này thì tôi cũng muốn mách với các bạn một việc, đó là nhiều khi nếu như các bạn không nhớ kỹ về các quy tắc về trọng âm thì chúng ta cứ xem là nếu như mà gặp một cái từ dễ với từ có hai âm tiết như thế này thì các bạn xem là cái từ nào mà cái âm tiết của nó dài hơn mà chúng ta sẽ đọc mạnh hơn vào từ nào ấy thì trọng âm sẽ rơi vào từ đó. Bản thân trọng âm nó là một cái cách nhấn nhá của một cái từ, mà các bạn phải hiểu là cái nhấn nhá của cái từ đấy để làm cái âm tiết đó được đọc mạnh hơn, rõ hơn so với các âm tiết còn lại trong một từ, để tạo nên cái độ cao thấp, tạo nên cái ngữ điệu trong một câu, đúng không ạ? Thế thì trong cái trường hợp này re với cả sound thì các bạn thấy là cái đuôi này chắc chắn sẽ dài hơn rất nhiều, đúng không ạ? Chẳng ai đọc re lại mạnh hơn, đúng không? Đấy, thì khi đó chúng ta đọc rất là dễ là result, result thì sẽ là trọng âm đúng. Câu 4. Câu A là advantage, advantage. Câu B là potential. Câu C là destruction. Và câu D là colony. Nếu thấy là từ advantage là lợi ích, lợi thế thì trọng âm của nó rơi vào âm tiết thứ hai, advantage. Và cái đuôi tish không ảnh hưởng, và cái đuôi advent thì cái đuôi ơ cũng rất là ngắn, vì vậy mà trọng âm sẽ nhấn vào chữ ven, advantage. Thấy chưa? Đuôi này thì dễ rồi, trước show thì trọng âm rơi vào cái âm trước âm show này, vì vậy trọng âm sẽ rơi vào chữ ten, potential. Đấy, ở đây phần ngữ âm thì các bạn nhớ tôi ở đây ép nặng. Riêng cái đuôi show này chúng ta luôn luôn đọc như thế này, đọc là show, show, đúng không ạ? Potential. Đấy. Câu C cũng rất dễ, đó là đuôi shin. Đuôi shin này thì trọng âm luôn luôn rơi vào trước âm shin này, vì vậy mà chúng ta sẽ có từ là destruction, destruction, destruction. Đấy. Shin trong từ điển thì chúng ta chỉ cần sử dụng chữ S nặng và chữ N là hình thành nên cái đuôi shin rồi. Câu D thì rất là dễ, danh từ colony hay là danh từ gì ạ? Đế quốc ấy, ví dụ là đế quốc Mỹ chẳng hạn, là gì, the US colony, đúng không ạ? Thì đây là danh từ của nó, thì danh từ của chúng ta là danh từ ba âm tiết thì trọng âm lại rơi vào âm tiết đầu. Đấy. Thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết một. Như vậy ở đây chúng ta thấy là các từ 4 A, B và C thì đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Riêng câu D thì trọng âm rơi vào âm tiết thì đầu, nên chúng ta khoanh D. Và chúng ta cũng có là đáp án ở câu 3 thì chúng ta cũng quay lại một chút là đáp án là đáp án B. Đúng không ạ? Trọng âm rơi vào âm tiết 2. Còn các từ A, C và D trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Và câu cuối cùng. Animal là danh từ 3 âm tiết. Đấy. Ở trong bài này chúng ta gặp rất nhiều các cái trường hợp từ 3 âm tiết thì danh từ 3 âm tiết trọng âm lại rơi vào âm tiết đầu thôi. Animal. Đúng không ạ? Tiếp theo, essential thì chúng ta lại gặp cái âm gì ạ? Show. Âm show thì trọng âm sẽ rơi vào trước cái âm show này, nên trọng âm sẽ rơi vào chữ sen, essential. Đấy ạ. Câu C thì chúng ta có tính từ manual, manual thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu, tính từ hai âm tiết trọng âm rơi vào âm đầu, manual. Đấy ạ. Tiếp theo chúng ta có danh từ spectacle, spectacle thì lại có ba âm tiết thì trọng âm cũng lại rơi vào âm tiết đầu. Thế như vậy là A này, C này, D này trọng âm đều rơi vào âm tiết đầu. Đấy. Riêng câu B trọng âm rơi vào âm tiết hai, cho nên là chúng ta sẽ khoanh đáp án là đáp án B. Thực ra là chữa thì lâu hơn một chút, nhưng khi các bạn làm bài thi thì phải rất là nhanh chóng thì chúng ta mới có thể kịp với cái tiến độ của bài thi. Thế còn khi chúng ta chữa thì tôi muốn chữa cho các bạn kỹ hơn một chút để chúng ta cũng học thêm nữa. Thông thường các đề như này nếu như các bạn càng luyện tập nhiều, càng được chữa nhiều thì các bạn sẽ
càng tích lũy được nhiều kiến thức hơn để chuẩn bị tốt hơn cho bài thi đại học. Nó sẽ đọc lại các từ trên bảng. Thứ nhất, activity. Activity. Initiate. Initiate. Society. Society. Delicacy. Delicacy. Business. Business. Company. Company. Compensate. Compensate. Compartment. Compartment. Famine. Result. Hunger. Solid. Advantage. Advantage. Potential. Potential. Destruction. Destruction. Colony. Colony. Animal. Animal. Essential. Essential. Manual. Manual. Spectacle. Spectacle. Các em cố gắng là tập đọc các từ này. Nếu mà từ nào không biết nghĩa thì chúng ta tra từ thêm từ điển. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo của bài thi. Câu 6, chúng ta có câu hỏi như sau. Pierre speaks English so well and so. Thì đó, thì chúng ta thấy là cái từ so này thì sẽ nằm trong cái cấu trúc ngữ pháp. Đó là cũng như thế nào đó, đúng không ạ? Cũng như thế nào đó. Thì cái từ so này sẽ đi với các từ so và đi với to trong câu khẳng định và ai giờ, nay giờ trong câu phủ định. Nếu các em không nhớ đó, phần kiến thức này thì chúng ta hãy học lại ở các phần ngữ pháp. Vậy trong câu này thì theo đáp án đúng thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái công thức đó là so cộng với trợ động từ của cái động từ câu trước. Thì ở trong câu trước đó là chúng ta có từ Pierre speaks English, là Pierre nói tiếng Anh rất là giỏi, và Louis cũng vậy, đúng không ạ? Cũng vậy. Thế mà từ so hội đảo lên trước, chúng ta mượn trợ động từ là does đi với chủ ngữ là Lucille, đúng không ạ? Vì vậy ở đây đáp án đúng sẽ phải là đáp án D. So does Lucille. Câu 7. Either of the men off duty. Em đã thấy là cái từ either có nghĩa là hoặc. Hoặc đây tức là một trong hai người. Một trong hai người thì chúng ta thấy là either và neither thì sẽ phải cộng với động từ chia số ít. Đấy, bài này chúng ta sẽ học ở trong, các em có thể xem lại trong cái phần sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ. Thế nên đáp án đúng của chúng ta ở đây sẽ phải là đáp án D. Đó là hoặc một trong hai người đàn ông thì là sẽ được gì đấy, đúng không ạ? Chúng ta cũng không cần quan tâm lắm đến các cái từ xung quanh. Trong trường hợp mà các từ xung quanh cũng không giúp chúng ta có thể làm đúng được bài. Ở đây cái từ mà chúng ta làm đúng được bài đó là từ either. Either thì chúng ta sẽ focus vào cái từ đó, và tập trung vào cái từ đó, đúng không ạ? Câu số 8. Those men are paid by, đúng không ạ? Tức là ở đây chúng ta có một cái cụm là được trả theo giờ là pay by, pay by hour, trả theo giờ, pay by hour. Vì vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án D, pay by hour, trả theo giờ. Câu số 9, chúng ta thấy là đằng sau cái từ cần điền vào đây là chúng ta có tính từ patient. Tính từ patient, tính từ patient là kiên nhẫn. Thế chúng ta nhớ là, ví dụ như là hãy cẩn thận để chúng ta dùng cụm gì ạ? Be careful, đúng không? Hãy cẩn thận đấy, đúng không? Be careful. Thế đấy cũng thế, hãy kiên nhẫn đi thì sẽ là gì ạ? Be patient. Ở đây là, đây là một cái câu mệnh lệnh, câu mệnh lệnh, bởi vì không có chủ ngữ đứng ở đầu câu, không có chủ ngữ đứng ở đầu câu thì cái câu ngắn này sẽ phải là một câu mệnh lệnh. Câu mệnh lệnh thường bắt đầu với một động từ nguyên thể, ví dụ đứng lên, thế là gì ạ? Stand up. Đây là động từ, đúng không ạ? Thế thì ở đây thì chúng ta thấy là động từ to be thì trên nguyên thể chúng ta vẫn để là be thôi. Thì cũng như vậy chúng ta sẽ có từ là be patient, hãy kiên nhẫn đi và bạn sẽ thành công, đúng không? Be patient. Câu 10. Câu 10 ở đây là cái câu trả lời cho một câu hỏi đuôi, đúng không? Câu trả lời cho câu hỏi đuôi. Câu hỏi đuôi của chúng ta là Susan comes here by bus, doesn't she? Doesn't she? Thế thì đây là một câu hỏi đuôi chuẩn rồi.
Thế chúng ta thấy là câu hỏi đuôi thì rất là hay ở chỗ là cái câu trả lời của nó. Cái câu trả lời của câu hỏi đuôi thì phụ thuộc vào cái mệnh đề chính. Chúng ta biết là câu hỏi đuôi thì có mệnh đề chính và có một cái phần đuôi ở cuối, cái phần tag ở cuối để tạo thành câu hỏi, đúng không ạ? Cái phần câu hỏi đuôi này là một câu hỏi mà chúng ta chỉ cần tạo đuôi ở đằng sau thì chúng ta sẽ có được một câu hỏi mà các bạn không không cần phải không cần phải đảo trợ động từ như trong các cái câu hỏi khác. Như các câu hỏi như là bạn đang ở đâu? Where are you? Where are you? Đúng không ạ? Thì các bạn sẽ phải đảo động to be lên trước chủ ngữ. Where are you? A phải đảo trước you. Đúng không ạ? Nhưng bây giờ tôi muốn nói là bạn đang ở nhà phải không? You are at home. Xong rồi chúng ta thêm một cái đuôi là aren't you. Thì bản thân cái đuôi ấy, tự dưng chúng ta sẽ tạo thành một câu hỏi. Thì đấy là cái lý thuyết về câu hỏi đuôi. Tôi nói nhanh lại cho các bạn như vậy. Thế còn trong cái trường hợp này thì câu hỏi yêu cầu chúng ta là phải trả lời cho câu hỏi này. Thế tôi muốn nói là cái việc chúng ta trả lời câu hỏi này chúng ta sẽ dựa vào cái mệnh đề chính. Đúng không ạ? Mệnh đề chính ví dụ bạn đang ở nhà phải không? Nếu như bạn đúng là bạn đang ở nhà thì nó là yes, I am. Vâng, tôi đang ở nhà. Nếu bạn không đang ở nhà thì bảo no, I am not. Đúng không ạ? Trả lời đừng có phụ thuộc vào cái câu hỏi đuôi thì các bạn sẽ trả lời được câu hỏi đúng. Đúng không ạ? Ví dụ nhá, bạn thích Cristiano Ronaldo đúng không ạ? You like Cristiano Ronaldo, don't you? Đúng không? Câu hỏi đuôi của người ta như nào kệ nó. Thì chúng ta trả lời là bạn thích là yes, I do. Và nếu bạn không thích là no, I don't. Cứ đúng như nào các bạn trả lời như thế thì các bạn sẽ đúng như trong câu này. Thì chúng ta sẽ có đáp án đúng là gì ạ? Đáp án A, chính xác. Yes, she does. Ở đây câu gốc của người ta là Susan comes. Susan comes. Đây là câu ở thì hiện tại đơn. Hiện tại đơn thì chúng ta cũng phải sử dụng trợ động từ đơn. Câu 11. You do it your own way. I do it mine. Thì chúng ta thấy là ở đây đang thiếu liên từ. Mà trong cái phần đáp án này thì có 4 liên từ. Và chúng ta sẽ phải dịch nghĩa. Chúng ta sẽ phải dịch nghĩa. Xem là liên từ nào thì phù hợp. Đúng không ạ? Thì chúng ta có đáp án A là although là mặc dù. Đáp án B là so là vì vậy. Đáp án C là and là và. Và đáp án D là even là thậm chí. Đúng không ạ? Thế thì câu này như sau. Tôi sẽ làm cái điều đó theo cách. À, bạn làm cái điều đó theo cách của bạn. Đúng không ạ? Tôi làm cái điều đó theo cách của tôi. Thế thì cái đáp án đúng nhất mà chúng ta có thể điền vào đây đó là đáp án gì ạ? Vì hai cái câu này nó rất là song song, đúng không? Bạn làm việc bạn, tôi làm việc tôi, thế rất là song song. Thì chúng ta liên kết hai câu này vào bằng một cái liên từ là từ gì? And thôi, đáp án C thôi. Thế các cái từ khác thì nó không 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 phù hợp về nghĩa, và thứ hai là nó cũng không có cái sự liên hệ, ví dụ như là so là vì vậy, đúng không? Thì sẽ có liên hệ là nguyên nhân kết quả. Tôi đói vì vậy mà tôi ăn nhiều đấy, thì so phải là kết quả. Even là thậm chí, hoặc là although là mệnh đề nhượng bộ. Cái mệnh đề nhượng bộ thì hai vế nó phải đối lập nhau. Hai câu này, hai cái mệnh đề này nó không có gì đối lập nhau cả, đúng không? Nên chúng ta đã đáp án C, liên từ and bình thường thôi. Bạn làm cách của bạn và tôi làm cách của tôi, thì là đáp án C, đúng không? Câu 12. Always gì đấy, honest. Thì chúng ta một lần nữa lại thấy honest là tính từ, đúng không? Tính từ. Thế mà câu này không có thấy chủ ngữ đâu. Không có chủ ngữ, không có you, không có Miss Phương, không có John, không có Mary gì hết cả. Mà đứng ở đầu câu như này thì sẽ phải là một câu mệnh lệnh. Câu mệnh lệnh. Câu mệnh lệnh ở đây chúng ta tìm động từ nguyên thể thôi ạ. Tìm nguyên thể động từ nguyên thể ở trong bốn đáp án A, B, C, D này. Thì động từ nguyên thể của chúng ta là đáp án D. Động từ nguyên thể ở đây là be. Be honest in whatever you do. Hãy thành thật trong bất kỳ những cái gì mà bạn làm. Câu hỏi số 13. Ê, các bạn thấy là ở đây có dấu phẩy, đúng không ạ? Phẩy tức là hai vế. Một vế thì là cái gì đấy at the corner, một cái là a brick fell on his head, đúng không? Có hai vế. Thế thì chúng ta có thể loại đáp án D ngay đầu tiên là bởi vì là không thể lại có hai câu đơn mà ghép với nhau bằng một dấu phẩy được. Một câu đơn là he turned at the corner, đúng không? Và một câu là a brick fell on his head. Thế đấy là hai câu đơn. Hai câu đơn này không thể nối với nhau bằng một dấu phẩy được. Nên vậy đáp án D là sai luôn. Đáp án A và C thì các bạn thấy là đây là cái việc giảm mệnh đề quan hệ. Nên nếu các bạn học trong bài mệnh đề quan hệ thì chúng ta sẽ có một cái phần là giảm mệnh đề quan hệ. Thì giảm mệnh đề quan hệ ấy, thì chúng ta sẽ giảm khi mà câu có cùng chủ ngữ. Câu có cùng chủ ngữ ví dụ như này. Giảng bài rất là nhiều, đúng không ạ? Thì cô ấy cảm thấy mệt mỏi chẳng hạn, đúng không ạ?
Thế thì do là cô ấy giảng bài nhiều thì cô ấy mệt, thế hai câu cùng chủ ngữ thì chúng ta sẽ cắt giảm đi bớt một câu, thành là speaking too much, đúng không? Speaking too much. She felt very tired, chẳng hạn thế. Thế thì trong câu này thì con thấy là chủ ngữ ở đây là a brick, là hòn gạch, đúng không ạ? Nếu như chúng sử dụng là rẽ vào một góc ấy, thì hòn gạch lại rơi xuống trúng đầu anh ấy, thì chứng tỏ là cái hòn gạch ở đây là nó rẽ, đúng không ạ? Chứ không phải là anh ấy rẽ. Thế thực ra ở đây là câu này, hai câu này không có cùng chủ ngữ. Một câu là anh ấy rẽ và một câu là hòn gạch nó rơi vào đầu anh ấy, là hai câu không có cùng chủ ngữ. Mà không có cùng thì các bạn chỉ được phép dùng mệnh đề với when và chia đôi chủ ngữ ra. Thì đây chúng ta sẽ có là câu B là when he turned at the corner, là khi anh ấy rẽ. Và câu tiếp theo là a brick fell on his head, là một hòn gạch rơi xuống đầu anh ấy, thì sẽ đúng. Đấy. Chứ còn nếu như chúng ta mà giảm mệnh đề quan hệ như câu A với câu C thì chúng ta thấy là hòn gạch nó sẽ rẽ và hòn gạch nó rơi vào đầu anh ấy, đúng không? Đấy. Câu 14. Câu 14 thì chúng ta thấy là đây là đang hỏi về giới từ. Giới từ đi một khoảng thời gian thì giới từ đi một khoảng thời gian thì có rất là nhiều cách, mà mỗi cách đấy thì sẽ có cách chia cách thì khác nhau. Vậy trong câu 14 này chúng ta thấy là thì đây là thì tương lai. Thì tương lai thì chúng ta phải sử dụng in cộng một khoảng thời gian để thể hiện là bao nhiêu cái phút nữa. Ví dụ như là trong 10 năm nữa tôi sẽ trở thành siêu sao, đúng không ạ? In 10 years time, I will become a superstar, đúng không? Thì câu tương lai là chúng dùng để in 10 years time, để thể là trong 10 năm nữa. 10 năm nữa. Thế đấy, như thế tàu sẽ rời ga Pennsylvania trong 20 phút nữa, thế là in trong 12 phút nữa là in 12 minutes, đúng không? Thì sẽ là the train will leave Penicia station in 12 minutes. Đấy chưa? Câu 15. Câu 15. Thế thì chúng ta có là các cái từ mà cần điền, thì chúng ta có là câu A là a trouser, câu B là a pair of trousers, câu C là a trousers và câu D là the trouser. Thì câu này thực ra là rất dễ. Nếu như các em học kỹ về bài danh từ thì chúng ta thấy rất dễ là trouser là cái quần. Quần thì chúng ta đã biết là quần này, kính này, giày này, đúng không ạ? Tất cả những thứ mà có đôi, có cặp. Đấy, quần thì không thể quần có một ống được, giày không thể có một cái được, bao giờ nó phải có đôi. Hoặc kính không thể có một mắt kính được, đúng không ạ? Mà phải có đôi. Thế thì thường những từ đôi này người ta luôn luôn là để ở số nhiều. Luôn để ở số nhiều. Thì ấy, một ấy là thứ nhất là luôn luôn để số nhiều, thứ hai ấy, nếu mà để số nhiều rồi thì không được sử dụng ơ, đúng không ạ? Cho nên là đáp án A là không được, bởi vì là trouser là không có s, và đáp án C là không được, bởi vì là đã trouser có s rồi thì lại không có ơ, đúng không ạ? Thế câu D thì cũng không phải, vì trouser đây phải có s, thể hiện là cái quần là phải có s. Thế thì ở đây đáp án đúng sẽ là một cái quần, là người ta dùng từ a pair of trousers để thể hiện là một cái quần. Thì người ta dùng thêm cái cụm a pair of thì sẽ là đúng nhất, và trousers luôn là có S, đúng không ạ? Đáp án đúng là đáp án B. Đấy. Câu 16. Câu 16 thì chúng ta có bốn cái tính từ. Có bốn cái tính từ. Đáp án A là tính từ keen, đáp án B là tính từ suited, đáp án C là popular và đáp án D là appealing, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ chọn một cái tính từ mà nó phù hợp nhất về mặt nghĩa với cái câu này. Cái câu này như sau: The Greek islands are very with tourists in the summer. Tức là gì ạ? Những cái hòn đảo của Hy Lạp thì rất là gì đấy, du khách vào mùa hè, đúng không? Rất là gì ạ? Rất là nổi tiếng hoặc rất là phổ biến với du khách ấy. Chứ không phải là từ khi là thích, mà từ B là siêu tuyệt là phù hợp, từ C là phổ biến, đúng rồi. Và câu C là appealing, appealing là cuốn hút, mà appeal để đi với to, appeal to, chúng ta không dùng appealing with. Vì vậy đấy đáp án đúng, là đáp án popular, đúng không ạ? Popular. Câu 17. The school, ở đây thiếu một động từ và đi với students with the materials need for artwork classes, so you do not need to buy anything, đúng không ạ? Thì chúng ta có bốn cái đáp án thì các bạn cũng phải chọn ra cái từ mà có nghĩa phù hợp nhất trong câu này. Thì các bạn thấy như sau. Động từ ở đây là lời A là provide là cung cấp, đáp án B là give là đưa, đáp án C là point là chỉ, đúng không? Chỉ, đáp án D là indicate là chỉ ra. Đấy, thế thì ở đây sẽ là trường gì ạ? Trường cung cấp cho học sinh với những cái vật liệu cần thiết cho cái lớp học gì ạ? Lớp học mỹ thuật ấy.
Vì vậy mà bạn không cần phải mua gì cả, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án đúng ở đây là đáp án A, provide. Hơn nữa, provide đi với cái cụm là provide somebody with something, cung cấp cho ai với cái gì? Provide somebody with something. Vì vậy ở đây chúng ta phải chọn đáp án đúng là đáp án A. Câu 18 này, chúng ta có là the discovery of the steam engine was certainly a major gì đó in science in the 18th century. Đúng không ạ? Thì các bạn thấy là ở đây chúng ta gặp, khi các bạn làm ấy thì các bạn cần phải nhìn xung quanh. Nhìn xung quanh cái từ cần điền vào. Cái từ cần điền vào ở đây là thiếu một cái gì mà trước nó là có a major, đúng không? A là mạo từ rồi, major là tính từ chính. Thế thì đây sẽ phải thiếu một danh từ. À, và đương nhiên là cả cái ABCD đều là danh từ hết cả, đúng không ạ? Thế nhưng mà đây chúng ta sẽ dựa theo nghĩa. Thì đây là cái việc phát minh ra, việc khám phá ra máy hơi nước chắc chắn là một cái phát minh quan trọng trong khoa học vào thế kỷ 18, đúng không ạ? Một cái bước đột phá đấy. Thì đây chúng ta có danh từ ý B là breakthrough, là danh từ đột phá. Đúng luôn, chúng ta đáp án B. Approach là tiếp cận, expectation là sự mong đợi, còn D, outbreak là sự bùng phát. Bùng phát ví dụ là sự bùng phát trở lại của H5N1 chẳng hạn. Đấy, là the outbreak of H5N1, đúng không? Câu 19. Chúng ta có câu như sau. The doctor told us to have to stay in hospital longer because of unexpected gì đó, đúng không? Thế đây chúng ta có bốn cái đáp án. Đáp án 1 là aspects, đáp án B là factors, đáp án C là justifications và đáp án D là complications. Ở đây tôi muốn các bạn có một cái kỹ năng tiếp theo khi mà chúng ta làm cái bài thi đại học, đó là cái kỹ năng loại trừ đáp án. Kỹ năng loại trừ đáp án như sau. Câu 7 như sau. Bác sĩ nói với chúng tôi là anh ấy sẽ phải ở lại bệnh viện lâu hơn bởi vì cái gì đấy mà nó không mong đợi, đúng không ạ? Không mong đợi. Thế thì ở đây là aspect là danh từ, có nghĩa là mặt, lĩnh vực. Factor là nhân tố. Câu C là justifications, ở đây tức là cái sự gì ạ? Sự công bằng, hoặc là ăn theo cái tính từ just là công bằng. Đấy, hoặc là làm rõ, justification. Còn complication ở đây là một cái sự phức tạp mà. Đấy, mà đáp án đúng ở đây là đáp án D đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ loại bớt đi như sau này. Ví dụ câu A là aspect là mặt, đấy không có cái mặt mà nó lại không được nói trước. Unexpected là không được đoán trước, đúng không ạ? Aspect không có nghĩa gì. Factor là nhân tố thì cũng có thể là tạm được, nhưng mà nhân tố mà so với trong bệnh viện ấy, thì cũng không phải. Factor thường là trong các cái vấn đề bên ngoài cuộc sống cơ, đúng không ạ? Justification thì lại càng không phải. Nên đáp án chúng ta chọn là đáp án D. Đấy. Ở đây cái từ này ấy, là danh từ của cái từ complex mà ra. Được chưa? Câu 20. Ở đây là thiếu một động từ. Thì chúng ta thấy là chủ ngữ ở đây là chúng ta có chủ ngữ là this video. Đấy. Và thiếu một động từ. Và đằng sau ấy là chúng ta có mệnh đề làm tân ngữ. How you can record CDs using the PC. Ở đây là một cái mệnh đề mà làm tân ngữ. Chúng ta coi như cả cái mệnh đề này là một cái tân ngữ bình thường. Ở đây thiếu động từ. Động từ ở đây người ta cho bốn đáp án, thì các bạn phải cũng theo nghĩa, đúng không ạ? Cái video này, đúng không ạ? Cái video này thì đã gì ạ? Minh họa cách làm thế nào mà bạn có thể ghi được đĩa CD mà sử dụng cái máy tính cá nhân của bạn, đúng không ạ? Thì minh họa ở đây đáp án đúng rồi, đúng không ạ? Đáp án D, demonstrate, demonstrate. Đấy, đấy là phần từ minh họa. Thế còn sample, survey với determine thì bản chất là về nghĩa là không phù hợp. Thì sample là mẫu, survey là khảo sát và determine tức là quyết tâm hoặc là sự tìm ra cái gì đấy. Đấy. Thì ở đây đáp án đúng phải đáp án D, minh họa, biểu đạt, biểu lộ, demonstrate. Đáp án D. Được chưa? Câu 21, chúng ta thấy là bài này có rất là nhiều câu hỏi về từ vựng. Theo tôi đánh giá thì đề thi này khó hơn đề thi đại học một chút. Thế nhưng mà khi các bạn đi thi thì đôi khi các bạn, thậm chí là các bạn còn gặp những câu có thể là khó hơn câu này một chút, đúng không ạ? Và đương nhiên cũng sẽ có những câu dễ hơn câu này một chút. Thế nhưng mà theo tôi đánh giá thì các cái phần từ vựng đôi khi là một cái điểm yếu của các em học sinh, bởi các em không chịu khó trau dồi về cái vốn từ vựng. Vì vậy nhiều khi các em đọc một câu các em chẳng hiểu,
câu ấy là như thế nào thì làm rất là khó. Đương nhiên khi tôi dạy ngữ pháp thì tôi muốn học sinh là dựa vào ngữ pháp nhiều hơn, là cứ phải em biết hết tất cả các từ thì em mới có thể làm được cái câu hỏi đó. Thì đấy là một cái cách mà rất là không tốt nếu mà dạy thiên về ngữ pháp, đúng không ạ? Thế nhưng mà ngược lại thì cũng phải thấy là nếu như mà có vốn từ vựng tốt thì các em làm bài cảm giác rất là tự tin, bởi vì là các em có thể hiểu được, ít nhất là hiểu làng máng cái câu đó nghĩa của nó như thế nào, vậy mình cảm thấy tự tin hơn khi mình điền một từ vào trong câu hỏi đó, đúng không ạ? Cái việc học từ vựng là việc tối quan trọng trong cái việc học ngoại ngữ nói chung và trong tiếng Anh cũng vậy. Ở tất cả các lớp học thì tôi đều yêu cầu các em học sinh là phải học từ mới hàng ngày luôn, tức là theo theo buổi. Nếu chúng ta học theo buổi chẳng hạn thì trong mỗi buổi đấy chúng tôi sẽ phải học từ mới, sau đó là chúng ta sẽ kiểm tra từ mới. Các em ở nhà cũng vậy, cũng phải có một quyển vở từ mới và học từ mới một cách rất là đầy đủ thì các bạn mới có thể tự tin hơn khi mà học từ vựng được. Câu 21 chúng ta có là tôi đang tìm cái gì đấy để mở chai rượu, đúng không ạ? Mở chai rượu đây là phải cần cái mở nút chai. Thế mở nút chai đây là bàn A, corkscrew. Đấy, nếu như các bạn không biết được từ này là cái mở nút chai rất là khó. Cái đáp án B là screwdriver, là cái tu vít. Đáp án C, spanner là cái cờ lê. Thế còn đáp án D, lever là cái đòn bẩy. Thế những cái từ này thực ra cũng không thông dụng lắm nếu mà sử dụng ngày về động. Kể cả trong tiếng Việt thì thi thoảng chúng ta cũng phải mới phải sử dụng nó, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà khi học thì đương nhiên là chúng ta ưu tiên học những từ là thông dụng trước, rồi những từ càng ít thông dụng thì học sau. Đấy, nhưng mà cũng trong những trường hợp người ta khi đi thi người ta cũng hỏi các bạn những câu rất là khó như vậy thì cũng phải biết, đúng không ạ? Đây đáp án đúng là đáp án A, corkscrew. Nó chuyển ra câu hỏi tiếp theo. What Disney production has made some of the best films in the history of cinema? Em thấy là cái hãng Walt Disney là một cái hãng rất nổi tiếng về phim hoạt hình, đúng không ạ? Phim hoạt hình ở đây chúng ta có một cái cụm rất là hay, collocation đấy. Cụm là phim hoạt hình là animated films, phim hoạt hình. Đấy, chứ còn là các từ khác không phù hợp với motif là chuyển động, active là hành hoạt động, náo động. Đấy, còn amateur là nghiệp dư. Thế thì ở đây chúng ta phải đáp án đúng là animated films, là phim hoạt hình. Đúng không ạ? Câu 23. The old airport will be to a huge park and a playing field. Cái sân bay cũ sẽ được gì đấy thành một cái công viên lớn và một cái sân chơi, một công viên, một cái sân chơi lớn, đúng không? Ở đây sẽ phải là gì ạ? Cậu lại cũng có bốn từ mà dựa theo từ vựng. Ở đây à, hoàn toàn là dựa theo từ vựng. Câu A là converted là chuyển, câu B là convicted là buộc tội, câu C là complimented là khen ngợi và câu D là turn là chuyển. Thế ở đây chỉ có hai từ có khả năng chúng ta có thể nghĩ đến, đó là đáp án A và đáp án D đều nghĩa là chuyển, đúng không? Thì con vất cũng là chuyển mà turn cũng là chuyển. Nhưng mà turn là chuyển sang cái gì? Thường là turn into. Đấy. Còn đây là convert thì chúng ta sẽ có từ convert chuyển sang thành cái gì ấy? Chúng ta cũng sẽ có là convert to a huge park and a playing field. Đáp án đúng ở đây của chúng ta phải là đáp án A. Convert là chuyển. Được chưa? Convert là chuyển. Thực ra giữa cái động từ convert và động từ turn thì nó có cái sắc thái khác nhau một chút. Ví dụ như sau. Cái động từ turn ấy thường có nghĩa là nhảy sang. Nó chỉ khác nhau về về một chút thôi, về cái bên ngoài thôi. Ví dụ nhá, khi đèn giao thông chuyển từ cái màu xanh sang màu đỏ thì mọi người phải dừng lại chẳng hạn, đúng không? Thì cái từ turn ấy sẽ dùng trong trường hợp đó. Nó thấy là đèn chuyển từ màu đỏ màu kia thì nó chỉ thay đổi về bên ngoài thôi, đúng không? Thế còn cái từ convert nó chuyển hẳn về cái nội dung bên trong. Ví dụ như cái sân bay cũ này phải chuyển thành một cái công viên, nó chuyển hẳn thành một cái chủ thể khác ấy, nó khác hẳn đấy, thì chúng ta sẽ dùng từ là gì ạ? Convert, đúng không? Hoặc ví dụ như là trong máy tính, đúng không ạ? Các em hay gặp cái cụm là chuyển, ví dụ như em chuyển từ file từ MP3 các em chuyển sang WAV chẳng hạn, đúng không ạ? Thì cái đấy người ta cũng dùng từ convert bởi vì nó chuyển hẳn về cái nội dung của nó đấy, chứ còn không phải là chỉ chuyển sơ sơ bên ngoài, chuyển hẳn nội dung, thế là convert, đúng không ạ? Câu 24. The government issued a statement gì đó, the use of drugs in sports. Thì chúng ta có đáp án A hoàn toàn theo nghĩa, đáp án A là convicting là buộc tội, đáp án B complaining là phàn nàn, đáp án C condemning là buộc tội mà cấm ấy. Đấy. Và câu C là sentencing. Sentencing tức là nó hay đi theo một cái cụm như sau, là sentence somebody to prison là buộc tội ai vào tù, đúng không? Tống ai vào tù. Đấy, đáp án đúng của chúng ta phải chọn đáp án C condemning. Đấy.
Nó ăn theo cái từ là statement, is use a statement, và cái từ drug là ma túy ấy. Các cái chất cấm ở trong thể thao, rồi dùng từ condemning. Được chưa? Các từ kia là không có phù hợp. Đáp án A, convict thì chúng ta thường hay đi với giới tự of. Được chưa? Câu 25. You can increase your body's glucose and fluid by drinking plenty of fresh orange juice, which is a great source of vitamin C. Đúng không? Thì ở đây chúng ta thấy là thiếu một danh từ. Thiếu một danh từ. Và đây cũng hoàn toàn là dựa theo nghĩa thôi. Cái nghĩa ở đây chúng ta có là firmness là cái sự chắc chắn. Intake là lượng hấp thụ. Resistance là sự kháng cự. Và đây là restrictions là cái sự cấm. Phân cấm. Thế đây là bạn có thể tăng cái sự kháng cự đối với về cảm lạnh và cúm bằng cách uống nhiều nước nước đúng không ạ? Uống nhiều nước tươi mà có chứa một cái hàm lượng vitamin C cao đúng không ạ? Thế đây là cái kháng cự đáp án C, resistance. Resistance.